Yuzhang Brothers, cặp anh em làm rạng danh bóng rổ Việt Nam. Ở Việt Nam đã có khá nhiều cặp anh chị em cùng thi đấu, cùng cống hiến cho nền bóng rổ nói chung và bóng rổ Việt Nam nói riêng. Tiêu biểu nhất có lẽ là cặp Flash Brothers, anh em sinh đôi Hoàng Ca, Nguyễn Phú Hoàng và Đạt Đốc Nguyễn Thành Đạt đã từng chung màu áo thủ đô. Hai anh em nhà họ Đinh với hai cái tên Đinh Thanh Tâm và Đinh Thanh Sang cùng nhau mang danh hiệu SEA Games về cho nước nhà. Ở nội dung nữ thì hai cô gái vàng Trương Thảo My và Trương Thảo Vy cũng mang tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử. Tất cả đều rất xuất sắc. Thế nhưng trong số đó, có lẽ nếu xét về trình độ chuyên môn thì khó ai có thể vượt qua được anh em nhà Yuzhang là Christian Yuzhang và Johnny Yuzhang. Một người thì đã gồng gánh cả tuyển bóng rổ Nam Việt Nam tại kỳ SEA Games 2022. Người còn lại còn được đặt chân đến giải bóng rổ khắc nghiệt nhất hành tinh, đó là NBA. Và Johnny là cầu thủ gốc Việt đầu tiên góp mặt ở sân chơi này. Hôm nay hãy cùng Bóng Rổ TV nói về Yuzhang Brothers, cặp anh em làm rạng danh bóng rổ Việt Nam nhé. Christian Yuzhang sinh năm 1997 tại California, Mỹ. Gia đình nhà Yuzhang vốn sở hữu một công ty luật rất nổi tiếng và là một gia đình giàu có, nên ngay từ nhỏ thì Christian đã được giáo dục rất kỹ và nghiêm khắc. Cậu lớn nhà Yuzhang cũng được định hướng theo ngành luật, và chính vì vậy thì Christian có học lực cực tốt và có mục tiêu thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất thế giới, Harvard, ngôi trường dành cho những luật sư, thẩm phán tương lai. Còn các hoạt động khác như bóng rổ chỉ là phụ. Thế nhưng bằng tài năng, kỷ luật và trí thông minh rất vượt trội, Chris vẫn tối ưu được những khoảng thời gian sau khi học hành vất vả để luyện tập và trở thành một hậu vệ dẫn bóng rất cừ khôi. Sau khi hoàn thành được mục tiêu đặt chân vào đại học Harvard như đã hứa, anh đã trở thành point guard trong đội bóng để tham dự NCAA Division 1. Thế nhưng chặng đường trở thành ngôi sao bóng rổ đại học không hề trải đầy hoa hồng. Với thể hình và thể chất có phần lép vế hơn với những cầu thủ người Mỹ cao lớn hơn và vượt trội hơn, Christian Yuzhang đã phải ngồi dự bị trong năm đầu tiên với bình quân chỉ 1 điểm và 7 phút ra sân mỗi trận cho màu áo của Harvard Crimson. Suốt năm nhất và năm 2, ta hiếm khi được thấy chàng cầu thủ gốc Việt được thể hiện. Bước ngoặt chỉ đến với Christian vào năm 3 của mình khi anh được trao cơ hội trong trận đấu giữa Đại học Harvard và Đại học Brown vào ngày 16 tháng 2 năm 2018 thuộc khuôn khổ vòng bảng NCAA Division 1. Christian Yuzhang đã ghi đến 21 điểm, đó chính là career high của chàng Việt Kiều này. Cũng kể từ đó, anh được trao cơ hội ra sân nhiều hơn tại mùa giải 2018-2019. Ở thời điểm ấy thì Yuzhang có trung bình 8,9 điểm cùng 3 kiến tạo mỗi trận đấu. Với lối đánh vô cùng thông minh và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, cầu thủ mang áo số 22 của Đại học Harvard ngày ấy luôn khiến cho đồng đội ở fan hâm mộ yên tâm mỗi khi bóng ở trong tay của anh. Do không sở hữu thể hình hay thể chất vượt trội, Christian không thể có những màn trình diễn 30-40 điểm với những pha bay nhảy trên không. Thế nhưng, IQ bóng rổ của chàng sinh viên luật Harvard đã luôn khiến cho đội bóng có thể luân chuyển được mượt mà và đội bóng của anh có thể thoải mái dứt điểm nhờ những đường kiến tạo của anh. Năm 2020 là một năm vô cùng thăng hoa với chàng Việt Kiều Mỹ này. Tuy không thể có danh hiệu gì ở NCAA nhưng màn trình diễn của Christian đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên trước thềm VBA 2020. Mang trong mình dòng máu của người Việt, người anh cả Yuzhang đã quyết định trở về Việt Nam để thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam VBA. Một cơ địa chấn đã diễn ra cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam ở thời điểm đó khi mà người hâm mộ rất tò mò được tận mắt chứng kiến một cầu thủ ở đẳng cấp NCAA Division 1 sẽ thể hiện như thế nào ở giải chuyên nghiệp Việt Nam. Và họ đã không phải chờ lâu khi mà ngay tại trận mở màn VBA 2020 trước Canoe Catfish, Christian đã ghi đến 33 điểm và 7 kiến tạo. Đáng sợ hơn, mắt chắp của anh hôm đó lại là Đinh Thanh Tâm, ngôi sao hàng đầu của bóng rổ Việt Nam. Nhưng Christian đã cho chúng ta thấy sự vượt trội của mình. Từng pha handle đến những cú nhảy ném của anh đều mượt mà đến mức khó tin. Những combo đi bóng của anh đã khiến đối thủ phải mất hình. Và không chỉ là Tâm Đinh mà các ngôi sao hàng đầu của VBA khác như Justin Young cũng phải bó tay mỗi khi phải phòng thủ anh. Kết quả năm đó ai cũng biết, Sài Gòn Heat băng về đích và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ngay cả Thăng Long Warrior rất mạnh năm ấy với Justin Young, Phú Hoàng, Văn Hùng cũng phải chào thua, chấp nhận thất bại trước Heat của Yuzhang với tỷ số 4-1 tại Final. Và không quá khi nói, anh có thể được coi là một trong những Việt Kiều xuất sắc nhất lịch sử VBA từ trước đến giờ, chỉ nhờ đến màn trình diễn của anh tại VBA 2020. Với sự xuất sắc của mình thì Yuzhang được đông đảo những người hâm mộ và các huấn luyện viên mong mỏi sẽ khoác áo tuyển Việt Nam tham dự SEA Games. Vô số bình luận trên mạng bày tỏ sự kỳ vọng và anh đã chiều lòng fan khi chốt kèo tham dự SEA Games 2022 trong màu áo cờ đỏ sao vàng. Tại kỳ SEA Games năm ấy, tuy không có được bất kỳ huy chương nào nhưng sự xuất sắc của CJ là không phải bàn cãi. Anh gần như không có trận đấu nào ghi dưới 20 điểm và thi đấu khá nổi bật, không hề lép vế so với những siêu sao hàng đầu trong khu vực và cũng là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, khi mà tất cả vị trí đều bất lợi cho tuyển cờ đỏ sao vàng, chỉ có một mình Christian Yuzhang là có thể làm tốt nhiệm vụ và chơi ngang cơ với những ngôi sao hàng đầu khu vực.
Chỉ tiếc rằng bóng rổ không phải là mục tiêu hàng đầu của chàng cầu thủ tài hoa này khi anh đã trở về Mỹ và tiếp tục sự nghiệp luật của mình, để lại sự tiếc nuối cho biết bao nhiêu fan của anh ở Việt Nam. Trái ngược với người anh của mình thì Johnny Du Giang lại có sự nghiệp bóng rổ có phần thăng hoa hơn. Sở hữu thiên khiếu vận động và thể hình đến tận 1m98, Johnny nhanh chóng đã cho thấy tiềm năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tại năm đầu của sự nghiệp sinh viên, Johnny đã có cho mình 8 điểm mỗi trận với khả năng chạy chỗ và ném xa cực tín. Và bộ kỹ năng đột phá chắc chắn, anh đã lọt vào mắt xanh của UCLA, một trong những đội bóng rổ mạnh nhất nước Mỹ ở thời điểm ấy. Phải nói thêm về cả luật NCAA, những cầu thủ D1 nếu có nguyện vọng muốn đổi trường và được chấp thuận của hai đội bóng thì họ sẽ có quyền trade sang đội bóng khác và vẫn tiếp tục theo học chương trình. Johnny Du Giang đã có một quyết định khá táo bạo khi chuyển sang màu áo của UCLA, và cũng nhờ quyết định ấy, sự nghiệp của anh đã có bước ngoặt đầu tiên và lên như diều gặp gió. Chuyển sang đội bóng mới, Johnny đã ngay lập tức thể hiện khả năng thích nghi, cũng như cho thấy rằng anh thuộc về nơi đây. Ngay tại mùa giải đầu tiên thi đấu trong màu áo xanh của UCLA, Du Giang đã có mùa giải tốt nhất sự nghiệp sinh viên với trung bình 13 điểm mỗi trận. Tỷ lệ ném xa của anh cũng tăng mạnh từ 32% vào mùa giải 2019-2020, đã cải thiện lên đến tận 41% tại mùa giải 2020-2021. Với bộ kỹ năng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, khả năng ghi điểm ở mọi vị trí khiến cho Johnny trở thành trụ cột của đội bóng UCLA. Đặc biệt nhất là tại March Madness 2022, trong trận đấu mang tính chất quyết định giữa UCLA và Gonzaga, người em nhà Du Giang đã có cú game winning đỉnh mạnh giúp cho UCLA được giành quyền đi tiếp. Mặc dù tại mùa giải đó, Johnny Du Giang và đồng đội đã không thể lên ngôi vô địch, nhưng thành tích và đêm bán kết là vô cùng ấn tượng, và Johnny Du Giang cũng đã đăng ký danh sách NBA Draft, trực tiếp thực hiện ước mơ NBA của mình. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng đến thế với anh. Tại kỳ Draft năm 2022, anh không được chọn luôn mà phải thi đấu ở Summer League cho đội bóng của Utah Jazz, SLC Stars. Anh cống hiến trung bình 15,1 điểm kèm theo hiệu suất field goal 45%, một con số khá ấn tượng với một cầu thủ gốc Á. Sau màn trình diễn tương đối ấn tượng này thì anh đã được ký hợp đồng với Utah Jazz để đặt chân vào giải bóng rổ khắc nghiệt nhất hành tinh. Vậy là Johnny cùng với Jalen Williams đã trở thành hai cái tên duy nhất từ trước đến nay tham gia NBA với dòng máu Việt. Ở thời gian đầu thì Johnny không được thi đấu quá nhiều, anh đã luôn phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thể hiện, và mới đây thì Johnny đã nhận được quả ngọt sau nỗ lực kiên trì của mình. Anh đã ghi đến 27 điểm trước Golden State Warrior của bếp trưởng Stephen Curry, trong đó có đến 7 cú ném 3 điểm. Tuy rằng Utah Jazz nhận chất bại chung cuộc, nhưng Johnny đã có Curry 2 và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bowler trẻ của Việt Nam. Các anh em nhà Du Giang quả là vô cùng xuất sắc khi họ là những người Việt Nam đầu tiên thi đấu và thành công ở môi trường bóng rổ khắc nghiệt nhất hành tinh. Liệu trong tương lai, hai anh em nhà này có trở về Việt Nam và cống hiến tiếp? Hãy cùng Bóng Rổ TV theo dõi nhé! Would you consider representing the Vietnam national basketball team in the future, and what would that mean for you? Oh man, that would be an honor. We'll see what happens, see how everything plays out. But no matter what, man, I definitely got pride in being Vietnamese, man. So you know, we'll see what happens, but I definitely take pride in it.